đến trận chung kết hai cái tà chơi với nhau à? Bảo luôn kìa. Vinh là đi. Ủa thắng rồi hả? Nó bảo luôn bảo đéo. Thắng rồi à? Con hai hai thanh niên Pokemon rồi. Ờ hai này ngang nhau mà. Chung quán này cùng binh chứ gì nữa. Ông gì đâu chưa thấy thì nó bị đè kinh chết. Bị đè kinh khủng luôn. Vinh nó ngồi máy bên ngoài đấy nha. Ông giờ kia nó đang cài quá được khóa đó. Ôi gãy rồi. Mấy một cái giang thượng kìa. Xong rồi. Rồi xong rồi, hết phim rồi. Rồi, bộ anh Phong đâu? Đem cái video nữa. Xong rồi bắn vô đép cũng chết nữa, nó như là video. Thôi xong rồi chưa ra xong rồi. Nhây dở luôn. San san. Rồi ok rồi xong. San san cho nó ngầu hiểu không? Rồi lên luôn đi em. Tranh 34 nè. Ủa chắc Bá Tư này với ai vậy? Bộ Bắc Phong. Bộ Bắc Phong bây đầu. Bộ Bắc Phong hả? Trời ơi. Ok. Giải Tư không có. Ba có cái 2 sao. Chắc có giải Tư nữa thì thôi, gán cái 2 sao đi nha. Cố kiếm cái 2 sao rồi em. 2 sao được 200 won. Kiếm cái 2 sao đi về cho gái. Ôi, gì vậy? Lỗi rồi. Phải cái này. Rất may đến từ anh quay đầu là bờ. À, cháu bắt trước hả? Một phát một. Ừ, may quá đỡ được. Bắt trước hả? Cố lên. Xong rồi, vô nào. Để đét luôn vậy em. Dạ. Em phải bắt thẻ chứ. Hay đập lắm. Phải bắt bài anh. Xong. Dưới mẹ ơi, đéo được mẹ ơi. Công không? Thôi kinh công không? Không luôn à? Chơi luôn à? Chơi luôn. Dân chơi sợ gì mưa rơi đúng không? Chơi lén luôn. Kiểu như mẹ giải 3-4 rồi đằng nào cũng được áo thôi. À, đằng nào rồi? À, không. Cái này có tiền. Này, ba có tiền. Giải 3-4 đằng nào cũng được áo rồi, cần đéo phải chờ nữa. Không có. Kéo. Ừ, hay. Con kéo này xong. Còn ván chứ ai là? Hả? Ván chứ ai là? Quay đầu. À. Hay không rồi. Thôi đó, xong rồi. Ok, xong. Giải đấu kết thúc. Rồi, sao rồi? Không quay được hả? Ok. Bây giờ nhờ ai ở nhà quay được không nhỉ? Thực đấu quay lại. Thông cảm vì lý do gì là máy không quay phim được. Phải quay bằng điện thoại. Quay mặt tuyển thủ quá nè. Ngầu loài á. Dương tích con. Anh ta đang bị quăng như một con. Rồi xong, ăn cá luôn. Đang chủ dương gia đang bị lỗi quá. Rồi xong. Không.
Khánh đã thua cuộc. Rồi chúng ta sẽ đến với trận mới. Coi bảng cái này. Ứng Nguyệt. Ủa sao lại Ứng Nguyệt Nhi nó lại lên đây rồi? À thôi, đây Vinh Chín Ngón với lại Giang Uachi. Đây là chủ câu lạc bộ mới quay hả? Mới quay à? Nãy giờ chụp. Hai mày đang im lặng quá ta, các bạn quá. Rồi. Chuẩn bị nhanh lên nha. Ở bên này chuẩn bị xong chưa? Chụp hình đâu? Quay clip mà. Đông vui phết nha. Chúng ta đến trận thứ hai giữa Đường Tam và quay đầu là bờ hả? Ủa đây nè. Trời, cái nọ đi nãy thấy được quên là không có ô tô. Rồi anh đang quay gửi Gosu đó mà em kêu xài ô tô để khóa à? Dạ, quên. Mình phải dùng nó giảm nó tránh em. Công nghệ 4.0. Đúng rồi, công nghệ 4.0. Con gái bên kia bả này không bay đó, bánh chắc rồi đó. Ông để tới số 0 tay đầu ông bấm tới ghê mày. Dân chơi mà mày đẩy con kêu nó để tới số 0. Người ta dân chơi mà. Rồi xong rồi. Xong Đường Tam rồi. Ba này thì đi rồi. Một cái sinh tử khế quát. Rồi. Đè. Rồi. Không có cái rồi. Rồi. Rồi xong rồi. Trận đấu kết thúc. Tiên mẹ được nói tiên mẹ. Không có tiên mẹ nha. Đâu không hồi máu kìa. Mẹ tao mật nó rồi đó. Ngay vậy. Nhiều khi lật kèo á. Rồi. Sinh tử khế quát rồi. Rồi ok. Đâu, cô máu mà lo gì. Sao mà nổ được. Giờ em kiếm cách gì đè binh thôi. Ủa cái tâm vật nó hồi lũng máu đúng không? Rồi xong nói với em rồi. Em tự tin rồi. Này có cái thóc nha. Ui lỗi của em ơi. Mẹ. Ui luôn. Rồi. Cảm ơn. Lỗi quá. Bên kia có công nghệ 4.0. À, bên kia có xài ô tô. Căng quá. Đã xài công nghệ 4.0 với ô tô đâu. Ôi đè luôn, đè bên được kìa. Bên chung chỗ không được dùng từ đè bên nha. Ngon nè. Trời ơi. Hay hay hấp dẫn với đi. Nãy giờ mấy con chẳng đánh ra. Làm gì mà nhanh vậy? Chạy về ra, chạy về, ghé con nào đi, 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 đi,
chém đồ đó rồi tóm cái nó chết nè, quay nhẹ. Ông kia xài loại công gì á? Mặt tiền cực là cốc. Rồi xong rồi, đi rồi, đi rồi. Rồi, mới 1-0 à? Bất lực rồi. Bất lực rồi. Rồi, bỏ cầu đánh. Ôi, đánh ra một vé nè, vui. Vậy nè, cho vui, cố lên. Anh em tin. Thấy có tiền gì sao? Quay cảm giác mất lực. Rồi. Tiền thủng nó ngồi chỗ nào ấy nha. Bên đó. Đánh giỏi một luôn á. Giờ mỗi lần quay xong á, tôi gửi lên bên kia cho ông trước quay mỗi lần một trận rồi xong tôi cuộc. À đúng rồi. Cứ luôn rồi á. Cứ lại xong gửi xong rồi hãy đang quay lại xong rồi gửi xong rồi xá. Chỉnh mà cố hình cái đẹp tí con nào. Giờ con hình đẹp sợ nó đít ông ơi. Có vậy à? Coi mờ quá, nhìn xấu. Không, cái này đang đỡ full HD của với mẹ. Nếu mà cái này hình giả hơn á. Trời ơi, ông đánh bộ gì đây ta? Cục cung à? Tuy là thần hồn nhưng nó cũng đúng. Thôi xin xong mà vừa vào đã hết sạch kinh công đấy kia. Vừa vào trận đã hết kinh công đấy kia. Ồ, cạc quá. Rồi, dọc ngay vào cái bá lao rồi. 1-0. Cố lên ông ơi. Không, vào cờ là hồi kinh công rồi. Ủa không à? Không à. Như... Trời ơi. À, dạ biết. Rồi. Đâu nắm được lấy cái combo của Gami luôn á. Rồi thôi xong không rồi. Cuộc sống đã chấm hết.